Life fed scenes. Peter stood in the circle, taking his turn to enjoy a mighty pull on the joint before passing it on to the next guy, Parker. Parker swayed drunkenly. Peter was just sick of the whole mess of it all. He felt as though he were looking at Parker through the wrong end of binoculars. Parker seemed far away, swaying in the center of a hyper focused circle. Black hair sticking out every possible direction, glasses broken and smudged, looking to be slipping down his narrow nose. Wine colored button up, unbuttoned. White not white shirt now seen between the unbuttoned buttons. Hyper focused on Parker as a whole, Peter took note that Parker's torn and stained jeans were being held up by a bike tire as a belt, a belt once a bike tire. Peter felt like he'd been arm outstretched with the joint too long, yanked back the reach, took another long pull followed by an equally long cough. Later in the now, the joint back in air, mid passing as an attempt toward Parker again. Parker looks over with eyes swimming back and forth, as if tracking 12 of Peter repeatedly passing the joint, deciding which Peter to reach for, what direction, re? Parker takes a stumble toward Peter. Peter notes Parker wears shoes without socks or laces and wonders how Parker could still have shoes. How Parker could have anything, really? Parker was always drunk, but Peter preferred that scene over the screen scene. Screeners, man, just can't get far enough away from them. Next thing Peter knows, he's finally passed the joint to Parker, because he isn't holding it anymore. His fingers twitch and rub against each other. Thumb finger index index palm 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 Peter catches his thought and makes fists, he punches his ungloved hands as deep as they'll go in his brown jacket pockets and glances around the circle. He can't gauge how many of them there are, just knows there's Parker right next to him, knows no one has any screens with them, knows that in this moment he has a bit of live fed freedom. Hey, um, joint. Where's the J I? Hey, he, Peter, hum. Where's the joint? man Hey, where's the hey, Peter? Pear. He, he, ha, ha. pier size Parker, what? What's Osu? Hey, a uh, man. I dunno. I thought you had the O. Oh. oh, here it is, man. On the grow, up uh, grunts as he bends over. Yeah, man, yeah, of course. That's where it is. Give it, give it here, man. Yeah, that's great. Rocks back and forth excitedly. The sun is setting, and Peter doesn't yet know which way the day will go back towards tomorrow. Or on to yesterday, his awareness of Parker begins to fade after his final pass found success. Parker is face down on the ground in front of him now, not quite in the center of the circle. Others in the circle mumble to each other, murmurs massaging against Peter's eardrums. Peter catches a glimmer of reflection and looks up sharply. A square light, a circle of insanity, a soul sucking being made up of shedded skin cells, sick microbes, flakes of empty particles of unnatural metals, plastics. His lungs expand as if preparing for a cough, but his breath is suspended. His belly tightens, trying to force the exhale. His belt buckle, left over from the rodeo of his childhood, bites into his skin. A gurgling begins near his loins. His fists work the fabric of his pockets, flapping out, out, holding the jacket taut like a tent. Heat swells the flesh of his face and beads of sweat ooze out. He thinks as sticky as the resin of the herb he just shared. Ah, I-E-H-H-A. He just shared this ducking joint, man. And now he's got a flipping cell phone out. A-A-I ah, ah, cannot escape. EHHH. -h -h -h. The freaking screeners are everywhere. Peter whirls away from the circle and makes exaggerated marching stomps toward the tall grass. He doesn't stop stomping until he feels he's reached the ocean's edge o m m m m m m m the ocean makes its constant drone and soothes peter's not quite high enough for that moment peter screamed m e e a a h h h u u h h h he shouts loud humorless laughs who ha 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 he gasped for breath o m m m m m m the ocean had a quieter drone now he sat heavily on the sand sticky salty the usual offerings of the beach grains of time he sobbed Soon, someday, someday he hoped the terror of the screen would be as pulverized as that which led sand to become sand. A memory made a little mind movie reel in his head, a memory of childhood, his mum. His hunger, the gurgling loins of his settled, receded its activity down and out to the floors of the sand, a gas released in time. He unzipped his jacket and pulled, hugged his knees to his chest by using his oversized thermal shirt to help hold his fold all together. Of course, he rested his weary head on his knees, fingers interlaced around the caps, cold wind blowing from ocean's exhale of typical dampness. Hunger returned with the memory. S.O. so very hungry. He was five, little jeans, legs twisted to hold the potty in. Counter holds constant light, square light of the talkbox steel. Các cảnh trong cuộc sống, Peter đứng trong vòng tròn để đến lượt mình tận hưởng một lượt kéo mạnh vào khớp trước khi chuyển nó cho anh chàng tiếp theo, Parker. Parker say sư lắc lư. Peter chỉ phát ống vì mớ hỗn độn của tất cả. Anh cảm thấy như thể anh đang nhìn Parker qua đầu ống nhầm không đúng chỗ. Parker dường như đang ở rất xa, lắc lư ở giữa một vòng tròn siêu tập trung. Mái tóc đen xõa ra mọi hướng có thể. Cặp kính vỡ và nhòe nhuẹ nhòe, trông như đang tụt xuống chiếc mũi nhỏ hẹp của anh ấy. Nút màu rượu vang lên, mở nút. Áo sơ mi trắng không phải màu trắng giờ đã thấy giữa hàng cúc chưa cài quá tập trung vào Parker nói chung, Peter lưu ý rằng chiếc quần dinh rách và nhuộm màu của Parker đang được giữ bởi một chiếc lốp xe đạp như một chiếc thắt lưng, một chiếc thắt lưng từng là một chiếc lốp xe đạp. Peter cảm thấy như thể mình đã giang rộng cánh tay với khớp quá lâu, kéo mạnh tầm với lại, kéo dài thêm một lần nữa, sau đó là một tiếng ho dài không kém. Sau đó, chiếc khớp trở lại trong không khí, bay giữa chừng như một nỗ lực hướng tới Parker một lần nữa. Parker nhìn qua với đôi mắt đang bơi tới lui, như thể đang theo dõi 12 người trong số Peter liên tục đi ngang qua khu liên hợp. Quyết định xem Peter sẽ tiếp cận cái nào, hướng nào, được không? Parker vấp ngã về phía Peter. Peter lưu ý rằng Parker đi dậy mà không có tất hoặc không có dây buộc và tự hỏi làm thế nào Parker vẫn có thể có dây. Làm thế nào Parker có thể có bất cứ điều gì, thực sự? Parker luôn say xỉn, nhưng Peter thích cảnh đó hơn cảnh trên màn ảnh, máy sàng lọc, anh bạn. Chỉ không thể đi đủ xa khỏi họ. Điều tiếp theo Peter biết, cuối cùng anh ấy đã chuyển giao công ty cho Parker, vì anh ấy không còn giữ nó nữa. Các ngón tay của anh ấy có giật và cọ sát vào nhau, ngón tay cái, ngón trỏ, bàn tay, trỏ lòng bàn tay. Peter bắt kịp suy nghĩ và nắm đấm. Anh đấm sâu vào bàn tay không đeo găng khi chúng chui vào túi áo khoác nâu của anh và nhìn quanh vòng tròn anh ấy không thể đánh giá có bao nhiêu người trong số họ. Chỉ biết có Parker bên cạnh anh ấy, biết không ai có màn hình nào với họ, biết rằng trong thời điểm này anh ấy có một chút tự do được sống, này, ừm chung. Wusser thay gì, tôi, này, hay, Peter, hờ mờ, có chung không? Người đàn ông, này là của, này, Peter. Ngang nhau. He he ha ha. Pierre, thở dài, Parker, cái gì? Ồ, chuyện gì thế này, anh bạn. Tôi không biết. Tôi nghĩ bạn đã, ô hát. Ồ, đây là người đàn ông. Trên con cá mú, cầu nhau khi cúi xuống, vâng, anh bạn vâng, tất nhiên rồi. Đó là, đưa nó, đưa nó đây anh bạn. Thật tuyệt. Đã qua lại một cách hào hứng, mặt trời đang lặng và Peter vẫn chưa biết ngày sẽ đi về hướng nào, về ngày mai hay về ngày hôm qua nhận thức của anh ấy về Parker bắt đầu mờ nhạt sau khi đường truyền cuối cùng của anh ấy tìm thấy thành công. Parker đang úp mặt xuống đất trước mặt anh ta. Không hoàn toàn ở giữa vòng tròn. Những người khác trong vòng tròn thì thầm với nhau, thì thầm khi xoa bóp màn nhĩ của Peter. Peter bắt gặp một tia phản chiếu và ngước nhìn lên. Một ánh sáng vuông, một vòng tròn điên rồ, một thứ hút hồn được tạo thành từ những tế bào da bị rụng, vi trùng bệnh tật, những mảnh vụn của kim loại không tự nhiên, chất dẻo. Phổi của anh ta giãn nở như thể chuẩn bị cho một cơn ho nhưng hơi thở của anh ta như bị đình trệ. Bụng căng cứng, cố gắng ép hơi thở ra. Chiếc khóa thắt lưng còn sót lại từ cuộc đua xe thời thơ ấu của anh đã cắn vào da anh. Tiếng ọc ọc bắt đầu gần thăng của anh ta. Nắm đấm của anh ta làm cho vải túi của anh ta bung ra, ra ngoài, giữ chiếc áo khoác được dậy như một cái lều hơi nóng làm da mặt anh ấy sưng tấy và những hạt mồ hôi chảy ra, anh ấy nghĩ nhấp nháp như nhựa của loại thảo mộc mà anh ấy vừa chia sẻ, à. Tôi e anh ấy vừa chia sẻ cái khớp xoay này, anh bạn, và bây giờ anh ấy có một chiếc điện thoại di động đang lật ra ngoài e e tôi không thể trốn thoát, e, e. Các màn hình kỳ quái ở khắp mọi nơi, Peter quay ra khỏi vòng tròn và thực hiện những bước diễu hành phóng đại về phía bãi cỏ cao anh ta không ngừng dậm chân tại chỗ cho đến khi anh ta cảm thấy mình đã đến rìa đại dương ông O'Son tạo ra máy bay không người lái liên tục của nó và xoa dịu khoảnh khắc không khá đủ cao của peter cho khoảnh khắc đó peter hét lên m e e a h h h u h h h anh ấy hét lên những tiếng cười lớn không hài hước hả hà 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 anh thở hổn hển ông Orson awesome đã có một máy bay không người lái yên tĩnh hơn. Anh nặng nề ngồi trên cát. Dính. Độ mặn. Các lễ vật thường thấy của bãi biển. Hạt thời gian, anh nức nở. Chẳng bao lâu nữa, một ngày nào đó, một ngày nào đó, anh hy vọng sự khủng bố của màn hình sẽ được nghiền thành bột khiến cát trở thành cát. Một ký ức khiến một bộ phim tâm trí nhỏ quay cuồng trong đầu anh, một ký ức về thời thơ ấu, về mẹ của anh cơn đói của anh ấy tiếng kêu ụt ụt của anh ta lắng xuống giảm hoạt động của nó xuống và ra ngoài các tầng cát một loài khí được giải phóng kịp thời anh ấy mở khóa áo khoác và kéo đầu gối của mình vào ngực bằng cách sử dụng áo giữ nhiệt ngoại cỡ để giúp giữ nếp gấp của anh ấy lại với nhau tất nhiên anh ấy gục đầu mệt mỏi trên đầu gối của mình những ngón tay đang vào nhau quanh mũ gió lạnh thổi từ awesome phả ra sự ẩm ướt điển hình cơn đói trở lại với ký ức S.O. rất đói. Anh ta 5 tuổi, quần bò nhỏ, chân xoắn để giữ bô. Quay giữ ánh sáng liên tục, đèn hình vuông của hộp đàm thoại Silly.